Miếng dán PPF bảo vệ chống nhìn trộm cho tất cả các dòng điện thoại chuyên đặc trị các loại màn hình cong như này. Dưới đây là một số tính năng ưu điểm của miếng dán chống nhìn trộm. Khi nhìn bằng góc nghiêng, màn hình sẽ tối đi, bảo vệ chống nhìn trộm cực kỳ tốt. Bảo vệ màn hình tránh các tác động của ngoại lực, tránh bụi bẩn, tránh vết xước. Chống bám mồ hôi vân tay. Cảm ứng vân tay cực kỳ nhạy mượt. Độ hiển thị màn hình rất tốt và thao tác trải nghiệm cực kỳ sướng. Bảo vệ không gian riêng tư của người dùng. Thao tác S Pen nhạy mượt, không để vết hàn bút sau khi viết. Nếu các bác quan tâm đến mẫu sản phẩm bên em thì có thể qua trực tiếp số 24 ngõ 70 Thái Hà hoặc để lại comment phía bên dưới để bên em tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhé.